tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố nghiệp có thể bị thả ra. Song nhân dân Việt Nam quyết không khờ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam cháy lên.
trang nào phải không? Như trang của chị Do Linh à, cảm ơn anh. Khi bị thương nhưng chết mà còn cả cái bút Trường Sơn mà ghi tên tuổi đâu mà bút đã còn mang cái bút Trường Sơn ngày xưa. Còn TV nó đang nói 13 trận tập ở trên Bắc Cạn rồi. Bắc Cạn đấy, thành viên đấy thì hào giờ hơi bị nguy hiểm đấy, trường hợp tới đây luôn. Tháng em lại xếp đặt anh lại mở anh ra, bút của anh vẫn lên nóng trong tôi. Anh lại nghe rằng là anh cười em. Anh đã đổ tuổi đã thời kỳ chống ý công pháp và gia đình đoàn tụ. Để như vậy là phù hợp và phùng độ trí cho tất cả. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, cháy lên bầu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên bầu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam.
anh ngã xuống rực cháy chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng năm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Có một bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên nước đổ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên em chống xuồng vượt qua pháo nổ. Chỉ
lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông.
sĩ V. Văn Thảo kính quý. Kính thưa ban lãnh đạo các cấp đảng chính quyền địa phương, thôn Đại Hành, xã Hoàng Long kính quý. Kính thưa ban tang lễ và gia đình tang quyến của liệt sĩ. Hôm nay gia đình đón anh về với quê hương, về với lòng đất mẹ yêu thương. Nhận được lời mời của gia đình, đoàn kim nhạc chúng con đến từ quê hương tỉnh Thái Bình giờ này cũng có mặt tại tang gia để kết hợp cùng với các cấp đảng chính quyền địa phương tổ chức buổi lễ tiễn đưa thi hài liệt sĩ Lê Văn Thảo ra nơi an nghỉ cuối cùng, để tỏ lòng thành kính trước hương hồn liệt sĩ. Đoàn chúng con xin được trân trọng kính viếng lưng nhạc phẩm màu hoa đỏ. Đoàn chúng con xin được trân trọng cử hành. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về.
ngọn nến lung linh mừng anh về lại nơi sinh thuở nào. Thời gian nhanh thật biết bao, quê hương yêu dấu năm nào tiễn anh ra đi khi tuổi xuân xanh, tổng quân đánh giặc xứng danh anh hùng. Sông sâu rừng núi chập trùng, đánh bao chiến dịch lẫy lừng chiến công. Máu đào lại chảy về sông, thấm vào đất mẹ cho đồng lúa xanh. Nay về trên đất quê anh, vĩnh hằng yên nghỉ lưu danh muôn đời. Mình mang một cõi đất trời, gia đình dòng tộc đón người về quê. Hỡi các anh đã chấp nhận hy sinh mới dám xông vào mưa bom bão đạn, và chấp nhận hy sinh mới không hề hẹn lời thề với quê hương trước lúc lên đường. Những người lính cụ Hồ, những anh giải phóng quân đội mũ tay vẹo, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xương máu của các liệt sĩ đã ngã xuống, vun cho cây độc lập kết trái tự do. Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi dòng sông, đến lúc tột cùng là dòng huyết chảy thẳng giữa quê hương bức tường đài. Tan sứ muôn lòng dáng đơn sang, từ trong sâu thẳm hồn non nước như một bài thơ đẹp tuyệt vời. Tất cả nghiêng mình trước anh linh, hiện hiện dâng lên những dáng hình nhớ thương vô tận. Cay khóe mắt tự hào khôn xiết, đức hy sinh tổ quốc muôn đời ghi nhớ ơn. Cháu con uống nước vẫn nhớ nguồn, máu đào liệt sĩ ngàn thu ấy gieo xuống cho đời vạn trồi xuân.
mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Thank you.
Kính thưa hương linh liệt sĩ Lê Văn Phạo kính quý. Kính thưa các quý vị lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ và toàn thể các quý khách. Kính thưa ban tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ, thưa gia đình liệt sĩ Lê Văn Phạo. Liệt sĩ Lê Văn Phạo là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Người thanh niên ấy, người con của quê hương xã Đại Hạnh, đã dũng cảm hăng hái lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Trong những cuộc chiến đấu ác liệt với quân thù, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh, cho nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Máu của đồng chí đã nhuộm đỏ lá quốc kỳ. Kính thưa hương linh liệt sĩ Lê Văn Phạo, mọi người chỉ mong sao khi đất nước đã giải phóng quân thù, Giang Sơn nối liền một dải, thì con em và những người thân của mình lại trở về trong vòng tay đoàn tụ. Có niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn thế? Nhưng mong ước đó đã không trở thành hiện thực đối với gia đình liệt sĩ Lê Văn Phạo. Để đến hôm nay, sau bao nhiêu năm cách biệt, đảng bộ và nhân dân xã Đại Hạnh, xã Hoàn Long trong niềm thương tiếc xúc động cùng gia đình tổ chức lễ tưởng niệm và đón đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương sau bao năm xa cách mong chờ. Và giờ này đây, trước hương án vong linh của liệt sĩ là đoàn kiếp nhạc chúng con đến từ tỉnh Thái Bình. Chúng con đến với niềm biết ơn và lòng thành kính có tuần nhang thơm, xin kính viếng lên hương hồn liệt sĩ trong giờ phút trang nghiêm và xúc động này. Xin mời một chị đại diện trong đoàn lên đặt lễ dâng hương. Kính quý, ơn liệt sĩ núi Thái Sơn còn thấp, nước biển đông tay cả chưa đầy, dù cho biển cả đá mòn, công ơn liệt sĩ vẫn còn giữ nguyên. Tổ quốc ta lời nguyện còn đó, muôn đời sau ghi nhớ công danh. Anh hùng liệt sĩ vang danh, sử vàng sánh rọi, sử danh sáng ngời. Đất nước lớn vì nhân dân quên mình, nhân dân lớn vì tình yêu tổ quốc, anh ngã xuống cho bình yên đất nước. Đất mẹ hiền xin gác mãi tên anh. Và giờ đây, đoàn kim nhạc chúng con xin được trình trọng kính dâng lên anh với nhạc phẩm Vì nhân dân quên mình. Thank you.
tướng trước anh linh hương hồn liệt sĩ Lê Văn Phào, một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu hy sinh cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của Việt Nam. Và giữa những ngày hôm nay đây, khi đất nước đã hoàn toàn nở hoa độc lập, nhân dân ta đang được hưởng hạnh phúc thanh bình. Ngược dòng thời gian, chúng con xin hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu, những trận chiến ác liệt, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa nước Việt Nam nối liền một dải ngân hà, làm nên huyền thoại danh vọng khắp năm châu, chấn động cả địa cầu. Và giờ đây, để hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu của đồng chí, đoàn Kim Nhạc chúng con xin được trình trọng cử hành với nhạc phẩm Dòng Máu Lạc Hồng. Còn có một lễ viếng trang nghiêm và thành kính. Một lần nữa, đoàn chúng con xin được
bái biệt. Anh hùng liệt sĩ và anh ninh hương hồn liệt sĩ Lê Văn Phạo đề nghị toàn thể buổi lễ để một phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa anh ninh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa anh ninh hương hồn liệt sĩ Lê Văn Phạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa gia quyến của anh hùng liệt sĩ Lê Văn Phạo, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Hòa Long, thể theo nguyện vọng của gia đình và anh linh hương hồn liệt sĩ Lê Văn Phạo, hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2000, tức ngày 9 tháng 11 năm Kỷ Hợi, ban chấp hành đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể xã Hòa Long long trọng tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng anh hùng liệt sĩ Lê Văn Phạo, quê quán thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đại biểu địa phương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Văn Thắng, Bí thư Đảng bộ,
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Trần Trọng Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ, đồng chí Ngô Văn Tuynh, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí cán bộ công chức xã, các đồng chí ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã, các đồng chí ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trong lực lượng vũ trang xã Hòa Long, cùng toàn thể gia quyến của anh hùng liệt sĩ Lê Văn Phạo và nhân dân xã Hòa Long cũng đã có mặt đông đủ. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí và toàn thể nhân dân tại buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Văn Tuynh, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Long, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã nên đọc lời điếu viếng. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Lê Văn Phạm, kính thưa đồng chí Hà Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa gia quyến liệt sĩ Lê Văn Phạm, thưa toàn thể nhân dân. Trong những tháng năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng lớp lớp thanh niên trong cả nước, đồng chí Lê Văn Phạm đã hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cống hiến tuổi xuân của mình cho đất nước, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình cho sự nghiệp thống nhất đất nhà. Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Long long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Lê Văn Phạm, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1945, nhập ngũ ngày 29 tháng 3 năm 1967, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1968 tại chiến trường phía Nam, được quy tập tại nghĩa trang huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Long. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, thưa các quý vị đại biểu, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ăn liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các liệt sĩ đã công hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đảng và nhân dân ta luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do dân chủ cho nhân dân. Nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, chúng ta đã thực hiện tốt công tác để đền ơn đáp nghĩa, với mong muốn sẽ làm vơi đi những nỗi đau mất mát của những người cha, người mẹ. Bù đắp phần nào để họ có cuộc sống ổn định về mặt chất, vui vẻ về tinh thần. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, chiến tranh kết thúc đã nhiều năm, nền kinh tế của đất nước còn khó khăn, địa hình địa vật của chiến trường xưa có nhiều thay đổi, các nhân chứng lịch sử còn nhiều. Do đó, việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm cất bốc hải cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn 40 năm qua, các liệt sĩ đã hy sinh ở các chiến trường chưa được quy tụ đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt của các đồng chí vẫn còn phải nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất mẹ trên mọi miền Tổ quốc. Đó là nỗi đau, sự băn khoăn trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phát huy truyền thống của dân tộc với đạo lý uống đất nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Mỹ cùng đồng đội cũ, các tổ chức cá nhân đã phối hợp với các ngành chức năng của Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm cất bốc được hài cốt liệt sĩ,
tại nghĩa trang huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Long trân trọng cảm ơn và ghi nhận những việc làm cao cả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong việc phối hợp tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Văn Phạm, liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, trong tình cảm thương yêu vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Long. Với tất cả lòng thành kính và tri ân sâu sắc, chúng ta cầu cho linh hồn đồng chí được siêu thoát, mát mẻ nơi chín suối, bằng an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa Long, xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ là đồng đội cũ của liệt sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khổ để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Lê Văn Phạm và đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Long. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, cho đất nước được độc lập tự do, cho nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cùng với toàn đảng, toàn dân trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Long mãi mãi ghi nhớ công ơn to lao của các anh hùng liệt sĩ, công lao của các anh hùng liệt sĩ đời đời bất diệt. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa Long đã và sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách. Vĩnh biệt các đồng chí, xin các đồng chí yên giấc ngàn thu. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Long sẽ làm hết sức mình cùng toàn thể nhân dân xây dựng xã Hòa Long giàu mạnh. Đó là điều các đồng chí hằng mong muốn thiết tha trước lúc đi xa. Xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ đã có công sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú. Với tất cả lòng thành kính, đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân dành phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Ngô Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Tiếp theo nội dung chương trình của buổi lễ, trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Xuân Bệu, đại diện cho gia quyến của gia đình liệt sĩ, nên cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Lời cảm ơn, kính thưa Hương Hồn Anh, kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội xã Hòa Long. Kính thưa các đồng chí là trong ban, trong bạn bè cùng học và bạn chiến đấu với liệt sĩ Lê Văn Phạm, nay đã yên nghỉ tại lễ này hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà con, cô bác của hai dòng họ nội ngoại, gần xa, làng trên xóm dưới. Trân trọng, tâm trạng tôi hiện nay buồn vui lẫn lộn, buồn vì anh tôi là liệt sĩ Lê Văn Phạm đã hy sinh 52 năm nay mà anh tôi vẫn còn nằm lại nơi quê người. Vui vì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Hòa Long cùng với sự tích cực của gia đình đã đưa được hài cốt của anh tôi về với đồng đội nghĩa trang tại quê nhà. Anh tôi đã hy sinh trong buổi lễ hôm nay, địa phương và bà con các bạn thân thân nưu luyến xóm làng thương tiếc vô cùng
cảm động và biết ơn tấm lòng vàng của các quý khách, các vị lãnh đạo và bà con cô bác đã dành cho anh tôi là liệt sĩ Lê Văn Phạm và gia đình chúng tôi sau khi đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Sa Hòa Long. Kính mời các quý khách bạn bè, bà con cô bác trở lại về gia chủ để tôi có lời cảm tạ, muốn chia sẻ buồn thương của gia đình chúng tôi trong việc đại sự trọng đại này không tránh được sự sơ suất, xin được lượng thứ, xin chân thành cảm ơn. Xin phép các quý vị và bà con cô bác cho phép anh em các cháu chúng tôi được tâm sự với anh tôi trước lúc về với cõi hồng, vĩnh biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà Hoàn Long, mùng 4 tháng 12 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Lê Xuân Bệu. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tá Trần Trọng Quang, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu của Ban Chỉ huy Quân sự huyện lên thắp hương trước anh linh anh hùng liệt sĩ. Trân trọng kính mời. Hơn ai hết, gia đình mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu gia đình liệt sĩ khác bởi đã tìm được hài cốt của anh. Gia đình biết anh sẽ rất vui khi được trở về nằm giữa quê nhà, đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên và hẳn hàng trăm ngàn những vong hồn liệt sĩ vô danh khác cũng vui cùng anh. Lấy niềm vui của anh làm niềm vui cho mình. Sống khôn thác thiêng, anh hãy phù hộ cho anh em đồng chí đồng đội của mình có được ngày trở về với niềm vui đoàn tụ như gia đình mình. Có niềm vui chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng máu và nỗi đau mất mát. Những người được sống và đang sống xin bày tỏ lòng thành kính của mình bằng việc thắp nén tâm nhang tri ân các anh. Những người chiến sĩ đã ngã xuống năm xưa, những người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc. Các anh là liệt sĩ đã mãi mãi không trở về. Các anh đã gửi lại máu xương của mình trên khắp đất mẹ thân yêu. Gia đình mất đi những người ông, người cha, người chồng, người con mẫu mực. Đất nước mất đi những người con ưu tú nhất. Nhưng vẫn còn đây những chiến công bất tử của các liệt sĩ đã để lại cho đời trái ngọt hoa thơm. Có một bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên nước đổ. Bài ca tôi không quên em trống xuồng vượt qua pháo nổ. Chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên,
ra lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dồn đường khuya đói lạ. Gạo hầm cầm hơi một điếu thuốc cũng chia đôi, nhưng giờ đây có giây phút bình yên. Sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên,